chào cô chú chị và các bạn quay trở lại cho nhân vật Sài Gòn và du lịch nhé. Hôm nay mình ghé đến hàng heo quay Kim Mai, mình quay cho heo quay giới thiệu đến cho chú chị bạn cùng xem. Giờ đến đây thấy có con dâu Kim Mai đang chặt heo quay rất hấp dẫn. Ở đây địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ đó cả nhà. Quay đây là ra dọn dụng. Đây là thịt ba dọi 320.000 một ký cả nhà. Sườn non là 300.000 một ký. Phần 300 gram cắt ra từng miếng nhỏ.
quay đứng gần đây rất thơm. Một ký có chặt không anh? Anh chú chỉ sợ chú không chạy được xe thôi phải không chú? Cỡ dài cái cũng phải chạy luôn. Xuyên từ đó vô cho nó không bẻ ra phải không? À thịt này nướng phải quay à? Lộ rồi nha, nói ra nha, nướng. Quay về nướng thì cũng giống nhau, cũng vô lò than đấy, có gì đâu mà nó khác, chỉ khác phân biệt này, trong lu với cả ngoài thôi. Chứ đừng luộc xong mà chiên thì mới mệt. Quay với nướng thì không sao hết, luộc mà chiên là thôi đấy, ăn mà ngon này là hơi bị đẳng cấp đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay thấy rất là hấp dẫn rồi nha. Sọt bánh mì. Gọi chú hết muốn mua heo quay rồi. Chú mới có trẻ nhưng mà đã gọi chú rồi. Thẻ thẻ tiện ha, nhanh ha, bấm mới xong. Ở ngoài chỗ em bán ha, có được mấy ngàn thì chỉ khỏe. Đúng rồi, giờ người ta thanh toán qua Momo nhiều, mới cả quét cái thẻ. Trời này làm tí mồ hôi là toát quá trời ha.
100 ngàn đi.
bán hỏi được chị. Bây giờ mình sẽ kết thúc video á. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Cô chú các bạn ai đi mình theo quay thì mình ghé đây mua ủng hộ nhé.